Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Công an muốn bịt mắt dần Ngày 15 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, cận vệ chủ tịch nước lương cường vướng bê bối, Bộ Công an yêu cầu Facebook chặn hiển thị tin ở Việt Nam. Theo AFA, thay vì làm rõ sự thật thông tin về vụ cận vệ tháp tùng chủ tịch nước Việt Nam lương cường phải ra tòa ở Chile vì tấn công tình dục một nhân viên khách sạn, Bộ Công an lại yêu cầu Facebook chặn hiển thị thông tin này ở Việt Nam. AFA cho biết, mạng xã hội Facebook đã gửi thông báo ngắn gọn cho luật sư Đặng Đình Mạnh vào ngày 14 tháng 11 liên quan đến bài báo Cảnh vệ chủ tịch nước Lương Cường bị bắt tại Chile vì hành vi quấy rối tình dục, rằng bài viết của bạn không hiển thị tại Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo luật sư Mạnh, người đang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, bài báo này ông chia sẻ vào ngày 11 tháng 11 từ báo Người Việt tại California, dẫn tin từ hãng AP và Bộ Ngoại giao Chile. Ông Mạnh chụp lại màn hình thông báo của Facebook bằng tiếng Việt có kèm tiếng Anh. Chúng tôi nhận được yêu cầu từ Bộ Công an Việt Nam đề nghị hạn chế khả năng tiếp cận bài viết của bạn. Yêu cầu này dựa theo luật pháp sở tại. Luật sư Mạnh cho hay, bài viết này đạt hơn 12.000 lượt truy cập chỉ sau 2 ngày đăng tải, chủ yếu là người dùng tại Việt Nam. Ông đặt câu hỏi về việc Bộ Công an đang định lấy tay che trời hay bịt mắt người dân trong nước. AFA dẫn các nguồn tin hiểu biết về câu chuyện nói rằng người đàn ông bị bắt là thành viên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho phái đoàn chủ tịch nước. AFA cũng cho biết trang cá nhân của luật sư Lê Đức Minh, một người Úc gốc Việt, viết ngày 12 tháng 11, vệ sĩ của chủ tịch nước Lương Cường bị bắt vì tội lạm dụng tình dục ở Chile. Thật tự hào. Dòng trạng thái ngắn này, hai ngày sau đó cũng bị Facebook chặn hiển thị ở Việt Nam, theo yêu cầu pháp lý của Bộ Công an dựa theo luật pháp sở tại. Theo ông mình đây là lần đầu tiên các chia sẻ của ông bị mạng xã hội Facebook chặn hiển thị. Luật sư Lê Đức Minh cho rằng, việc chặn hiển thị là do đây có thể là chuyện mất uy tín nhất, giờ giấy nhất của giới lãnh đạo Việt Nam từ xưa đến nay. Và đây là hình ông Lại Đắc Tuấn tại tòa án Chile ngày 11 tháng 11. Phóng viên AFI gửi email đến công ty Meda, công ty mẹ của Facebook, cũng như Bộ Công an để chất vấn về vụ việc tuy nhiên đến nay chưa nhận được câu trả lời. Trước đó, hàng loạt trang báo tiếng Tây Ban Nha ở Chile đã viết bài tường thuật rất đậm về vụ việc này. Báo Người Việt ngày 12 tháng 11 dẫn lại báo chí tiếng Tây Ban Nha cho biết nhân viên cảnh vệ này là ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, là một sĩ quan. Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an Việt Nam, trưởng đội an ninh bảo vệ chuyến công du của Chủ tịch nước Lương Cường, nguồn tin riêng của Nhật báo Người Việt cho biết Ông Tuấn từng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội trước khi tham gia lực lượng cảnh vệ. Sự việc xảy ra vào tối ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 11 tại khách sạn Sheraton, nơi phái đoàn ông Lương Cường cư ngụ trong chuyến thăm Chile. Nữ nhân viên khách sạn khai rằng, ông Tuấn yêu cầu cô mang thức uống lên phòng. Khi cô bước vào, ông Tuấn lúc đó mặc đồ lót, đóng cửa lại và yêu cầu cô đắm bóp, massage. Thế là cô này báo cảnh sát và ông Tuấn bị bắt ngay đêm đó. Vẫn theo báo người Việt, hình ảnh và video cho thấy, ông Tuấn ra tòa ngày thứ Hai, 11 tháng 11, tay bị còng, ngồi trước mặt chánh án Erofield. Ở tại tòa, ông Tuấn phủ nhận có hành vi lạm dụng tình dục, nói rằng chỉ yêu cầu cô nhân viên xoa bóp vùng động. Sau đó, ông Tuấn được tháo còng, thả ra theo một số điều kiện, bao gồm phải rời Chile trong vài giờ đồng hồ, không được tiếp xúc với nạn nhân và không được tái nhập cảnh Chile trong ít nhất 2 năm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Công an muốn bịt mắt Bộ Công an muốn bịt mắt dân Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Nhật Vượng, quyết phải cứu hãng xe điện VinFast dù đang thua lỗ trầm trọng. Ngày 12 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài, VinGroup sẽ cung cấp thêm 3,4 tỷ đô la cho hãng xe điện thua lỗ VinFast. Theo đó, AFA cho hay, thông báo của tập đoàn VinGroup ngày 12 tháng 11 nói rằng, tập đoàn này vừa quyết định sẽ cung cấp thêm 3,35 tỷ đô la cho hãng xe điện non trẻ VinFast từ nay đến năm 2026, với hy vọng hãng xe điện sẽ đạt điểm hòa vốn vào năm 2026. Và đây là hình bài trên AFA. Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ mới đi vào hoạt động vào năm 2019 và đã sớm có tham vọng chinh phục thị trường thế giới, mà điểm đến đầu tiên là Bắc Mỹ. Từ đó đến nay, hãng liên tục có báo cáo thua lỗ và cổ phiếu của hãng trên thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm từ mức đỉnh hơn 90 đô la một cổ phiếu hồi năm 2023 xuống còn dưới 4 đô la tính đến ngày 11 tháng 11. Theo AFA, VinFast báo cáo lỗ liên tiếp với số lỗ ròng là hơn 773 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, tăng thêm 27% so với mức lỗ của quý 1 và tăng hơn 40% so với mức lỗ của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nắm giữ đến 97,9% cổ phần của hãng VinFast, dự kiến sẽ cho VinFast vay 1,97 tỷ đô la trong tổng số khoản tiền mới công bố, theo thông báo mới. Ngoài ra, VinGroup cũng sẽ chuyển toàn bộ các khoản vay của VinFast Việt Nam hiện tại thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức. AFA lưu ý, kể từ khi mới ra đời vào năm 2017 cho đến tháng 6 năm nay, VinFast đã nhận tổng cộng 13,5 tỷ đồng từ VinGroup theo báo cáo của công ty vào cuối tháng 10 vừa qua. Với khoản cam kết mới, VinFast sẽ nhận tổng cộng gần 17 tỷ đô la trợ giúp từ tập đoàn mẹ VinGroup. Vẫn theo AFA, thông tin mới về việc VinGroup hỗ trợ thêm vốn hoạt động cho VinFast, được đưa ra vào lúc các báo trong nước đồng loạt đưa tin VinFast vừa trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy số 1 thị trường Việt Nam. Theo đó, 10 tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao tại thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại. Báo trong nước cho biết VinFast hiện đã vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Còn số này cao hơn hẳn con số 22.300 xe điện mà VinFast bán được trong vòng 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, một nửa số xe này được bán cho hãng taxi điện GSM của tập đoàn. Trước đó, ngày 10 tháng 10, AFA đưa tin, tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra quyết định bảo lãnh thanh toán và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn này để bảo lãnh cho các trái phiếu được hãng xe điện VinFast phát hành riêng trong năm 2024 với tổng giá trị không quá 6.500 tỷ đồng. Hồi tháng 7 vừa qua, VinFast cũng đã phải hoãn lại kế hoạch xây dựng nhà máy pin xe điện tại bang North Carolina tại Mỹ trị giá 2 tỷ đô la đến năm 2028 do những khó khăn về điều kiện thị trường. Công ty cũng giảm mục tiêu số xe được bán trong năm nay từ 100.000 xe xuống còn 80.000 xe. AFA cho biết, theo báo trong nước, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản của VinFast trong năm 2024 đến năm 2025 ước tính là 20.900 tỷ đồng một năm. VinFast dự tính huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu và các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ đô la đến từ chủ tịch công ty là ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng từng khẳng định VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của VinGroup nên chúng tôi không bao giờ buông VinFast. AFA dẫn lời ông Phạm Nhật Vượng phát biểu tại cuộc họp cổ đông ngày 25 tháng 4 của VinGroup sẽ có thể mở rộng đầu tư hơn nữa vào VinFast sau khi ông và tập đoàn Vingroup rót 11,4 tỷ đô la vào công ty tính đến cuối năm ngoái. Tôi dự định sẽ tài trợ cho VinFast 1 tỷ đô la Mỹ từ tiền túi của mình. Ông Vượng không nêu rõ khi nào sẽ chi ra số tiền này, đồng thời khẳng định VinFast không gặp vấn đề về dòng tiền và chưa chậm ngân hàng một đồng lãi nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phạm Nhật Vượng quyết phải cứu hãng xe điện VinFast dù đang thua lỗ trầm trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.